Sao ông Bảy Núi nói anh không biết chơi CV, rủ solo dám solo đâu, chỉ lên stream nói bậy nó bạ thôi. Mấy ông chơi Paragraph mình lên bóc á. Sắp mấy ông là mấy con như kiểu Kama lút thì mấy ông nên lên nên cầm cái thiên thạch á, trừ khi nào sắp mấy ông là Naughty, Gale, Bò hay là Leona thì mới cầm bữa kiếm, lại cầm hai cái thiên thạch bóc máu nó mới đau, cầm cái tiệm này thì nó bị sai tướng á. Cama đâu vậy? Mới thấy nó có đồ nào ở đâu vậy? Mấy cái kèo đẩy lane này là không có được giúp gần nha, mấy cái đẩy lane là mấy ông phải đi galen xong rồi sẽ bam chiêu để đẩy lính trước á mới có lên đẩy lane. Ê, ơi mua lượm đồ luôn rồi. Gen này phải lên cho điện chứ. Lại 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 lại. Bật cái e lỗi. Xài cái e lỗi non lên luôn. Dở rồi ta. Sao phải chết này. Ngon. Hay quá. Đưa lên nhầm đồ rồi, cái này đưa phải lên cho điện. Lỡ rồi. Lỡ rồi. Hai bên đều là kèo đẩy lên á, giống như Faggot Kama, cái lên lốt SQ Kama hay là Yagi Lulu kiểu mấy kèo đẩy á, thì mình mới lên cho điện. Thì Gambit mình mới dễ chơi, chứ mình lên này xíu mình đẩy lính không bằng nó được. Ok lời cho mít mình thở. Ấy hai anh em giết được luôn á chứ. Ờ hết mà nè bỏ. Ôi trời ơi và gánh không mua nước mắt luôn à. Giờ lấy đồ dài ra chơi, lấy đồ dài né chiêu cho dễ. Họ gọi tôi là bố, bố gánh đi bố ơi. Ây da, lát. Ây da. Cúc rồi. Trời đất ơi, vô duyên chưa. Nearly. Cái này Vendor kill 200k khó vậy. CV Vendor kill khó vậy. Trời gấp mạng hoài vậy. Ủa xanh gấp mạng nữa. Không gấp mạng do ấy em ơi. Do mạng tụi anh á. Như mới bị lỗi mạng hay sao. Hôm qua đã cũng bị nữa. Đang chơi cũng bị nữa. Ở ngoài YouTube nó cũng gấp mạng mà. Con CV lên giá điện ngon mà. Đúp nó ly nhanh nhưng mà lên giá điện thì ly nhanh hơn thôi. Con CV đam nó phụ vô cái đạn đào á. Nên lên giá điện hay móc gì nó cũng không ảnh hưởng đam nhiều lắm á. Nên móc gì thì đương nhiên đam nó sẽ to hơn rồi nhưng mà lên giờ điện nó sẽ tối ưu hóa cái chất tướng hơn thì để lên sau mình di chuyển đúng với team rồi cho vay gai reset tiền luôn. Gắt vậy. Người vậy ca sấu lên bờ xây da em lên móc việc đạn đao huyết kiếm cung xanh này lên đồ y chang nè, lên đồ y chang luôn, y chang này luôn á, móc việc đạn đao bóng bay, nếu mà team nó tăng cơ nhiều lên cung xanh, còn không thì lên huyết kiếm xong rồi ga. À, có vô mù quên.
Đặt cái e. Đặt cái e hài dữ. Ơi. 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 Ôi. Trời. Hai anh em phối hợp ăn. Rồi solo kill phiêu ra luôn nè. Cộng một solo kill cho sự leader nè. Mẹ nó hiền quá vậy. Ơi. Mấy thế niệm TF nó gờ xuống bot á. Không để solo kill đâu. Đây 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 đây. Bảo tàng lực lượng ca vàng mà với bính cẩn thận á. Hay quá. Trời ơi. Lên đồ ác, lên đồ. Lên đồ hơi láo nha Japan. Japan tính sum up hả? Lên đồ láo vậy. Súng hơi tặng nên mới chịu ạ. Khó luôn. Cái xấu. Cưng hết rồi. Sao. It's okay, it's okay. Có em ơi. E là mất GTF luôn á. Ý là nó sẽ không thấy mình ở đâu á, chứ nó G vẫn được. Ý là ví dụ giờ mình nó giống như là con cái em lên cái dây chuyền chữ thập á thì TF nó G là em mất dây chuyền. Chuyền bực khi lên cũng vậy. Và nó phải giết hai mạng mới lời, phải giết mạng lỗ. Qua đây, kiểm soát gần ngăn gồng nào. Kiểm soát bên luôn đó. Rồi. Ôi. Đồng hồ chết rồi. Ôi tìm nó xuống đồng lắm á. Rồi giết hết tìm nó chết hết rồi. Ờ kìa bên kia chết hết là phải chết hết á. Nói cắm có sai. Team bên kia nó không có đấu sĩ á. Team nó tổng mấy con tay dài lên cái đại bác sẽ ngon hơn chứ. Bà con nè. Bà con không ăn đứng làm gì á. Tròn. Ok tròn thì đỡ đời giết hết. Tham lam chết đúng rồi, hay ăn két gift builder lắm, chạy giá chưa. Yes sir. Xin một like và subscribe thôi. Gia pha bên kia nó thấy team mình máu giấy nhiều quá, team mình có mỗi con ghế tông là cũng hơi châu thôi, cho nên lên đồ xét lực nó tính sắp đam. Nó đâu ngờ team mình sắp đam nó.